Đây là một trong những hình ảnh nói về sự thiếu ý thức khi tham gia giao thông. Mặc cho các phương tiện khác đang di chuyển, bấm còi ầm ĩ, hai người phụ nữ này vẫn thản nhiên dừng xe máy giữa đường để tán chuyện với nhau. Có thể thấy hành vi cố tình dừng xe giữa đường không những vi phạm luật giao thông đường bộ, gây cản trở lưu thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cho chính mình và những người tham gia giao thông khác.